Cách thiết lập nhiệt độ trên tủ lạnh Family Hub. Giao diện tủ lạnh Family Hub có thể khác so với các dòng tủ thường, nhưng nhìn chung, những tính năng bảng điều khiển đều giống nhau. Để cài đặt, hãy mở ứng dụng quản lý tủ lạnh. Ở đây, bạn có thể kiểm tra và cài đặt nhiệt độ của ngăn đông và ngăn mát, kiểm tra trạng thái của bộ lọc nước. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng làm đá tự động trong mục cài đặt tủ lạnh. Để thay đổi nhiệt độ, chọn nhiệt độ ngăn đông, nhấn mũi tên lên xuống để tăng hoặc giảm nhiệt độ. Chọn lưu để hoàn tất. Nếu bạn muốn ngăn mát nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt, hãy chọn bật tính năng làm lạnh nhanh. Tương tự với ngăn đông, bạn cũng có thể bật tính năng làm đông nhanh, sau đó chọn lưu lại. Vậy là bạn đã hoàn tất thiết lập nhiệt độ dễ dàng.